Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau tại kênh Trung Chính Audio. Và như các bạn cũng đã biết thì Yamaha là một trong những hãng hàng đầu về phần nghiên cứu và sản xuất các thiết bị âm thanh và nhạc cụ, đặc biệt là các dòng mixer analog cho tới các dòng mixer digital cao cấp với khả năng hòa trộn âm thanh rất tốt, đem đến trải nghiệm tuyệt vời đến người dùng. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng mixer analog của hãng Yamaha xuất xứ từ Nhật Bản, là một trong những mixer đang được Trung Chính Audio bán rất chạy ở tại các cửa hàng. Đó là dòng mixer bên cạnh tôi đây, Yamaha MG16XU. Sau đây xin mời các bạn xem bên trong nó có gì nhé. Và như các bạn cũng đã thấy, bên cạnh mình đây là chiếc mixer Yamaha MG16XU sau khi đã mở hộp. Chiếc mixer này được cải tiến vượt bậc về kiểu dáng, màu sắc so với dòng mixer MG166CX. Nổi bật hơn nữa là các phím chức năng được chia và phân vùng, bố trí khoa học, núm xoay chỉnh hợp lý, màn hình báo, chi tiết nổi bật, thể hiện được tính chuyên nghiệp trong chuyên môn với tổng cộng 16 line in gồm 10 line mono cho jack Canon XLR, 4 line stereo cho jack 6 ly. Và ở đây chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy được những tính năng ưu việt qua từng chi tiết. Đầu tiên là phần bass, dùng để giảm bớt tín hiệu đầu vào quá mạnh của âm thanh khi ta điều chỉnh nút gain về nhỏ nhất mà vẫn bị overload tín hiệu. Phần kế tiếp là biến trở gain, dùng để điều tiết các tín hiệu đầu vào của âm thanh. Kết hợp cùng lúc ta nhấn nút BFL thì tín hiệu sẽ thể hiện qua dải đèn LED để người vận hành có thể nhận biết và điều chỉnh. Tiếp đến là biến trở COMP, được bố trí từ line 1 đến line 8. Các biến trở này được sử dụng lọc bớt âm thanh đầu vào và trau chuốt thêm cho phần âm thanh được tròn trịa hơn. Sau đó là phần nút xoay màu xanh lá, thể hiện cho việc căn chỉnh màu sắc âm thanh, tức là bass, mid và treble, với 3 nút AUX màu xanh dương dùng để gửi tín hiệu đi cho phần loa kiểm âm sân khấu hoặc dùng để trộn với bộ effect ở bên ngoài, không theo thiết kế của mixer. Phía dưới nó là dải nút màu trắng, điều chỉnh các phần tín hiệu effect gửi đi. Cuối cùng là phần nút màu đỏ, còn được gọi là phần balance, cân bằng giữa hai kênh. Mixer Yamaha MG16XU có những chi tiết đặc biệt, ví dụ như 24 chương trình effect được cài đặt sẵn kết hợp với hai núm xoay program và parameter để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn được những chương trình tương thích và thêm bớt phần effect cho sinh động, hiệu quả hơn. Sau cùng là phần tín hiệu ngõ ra, người dùng có thể chọn phần ra âm thanh từ các ngõ out master tổng, group out, monitor out hoặc phone tùy theo mục đích của người dùng. Ngoài ra, mixer Yamaha MG16XU còn có nút hỗ trợ cấp nguồn cho các micro sử dụng nguồn phantom, hay nút ấn để lựa chọn âm thanh từ line hoặc USB. Ok, chiếc mixer Yamaha MG16XU có những điểm đặc biệt gì thì mình đã nói ở phía trên. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết, xin hãy comment ở phía bên dưới clip hoặc liên hệ trực tiếp tới các số hotline của Trung Chính Audio. Và bây giờ mình xin chào tất cả các bạn đang xem clip này và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.